Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói lý do Olympic Việt Nam thua Iran 4-0 tại ASEAN 2023. Thưa quý vị, trận thua đậm cho thấy khoảng cách lớn về trình độ lẫn tâm lý của các cầu thủ Olympic Việt Nam so với Iran. Kết quả này còn khiến cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã bị thu hẹp đáng kể. Tại buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dành lời chúc mừng tới đối thủ và thừa nhận đây là trận đấu mà Iran áp đảo Việt Nam về mọi mặt, từ thể hình, kinh nghiệm đến tuổi tác. Chỉ ra vấn đề của Olympic Việt Nam dẫn đến trận thua đậm, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Tôi đã nói với các cầu thủ ở trận trước rằng phải thi đấu rất tập trung ở đầu và cuối mỗi hiệp đấu. Tôi đã dặn họ từ trước khi đến đây dự ASEAN 2023. Dù vậy, họ làm không tốt trước áp lực từ đối thủ mạnh. Chúng tôi sẽ còn một cơ hội nữa. Các cầu thủ cần có thời gian kiểm soát trận đấu từ những phút đầu. Còn sai lầm, sau khi giải đấu kết thúc, các cầu thủ phải sửa lại và thay đổi." Nói thêm về việc sử dụng cầu thủ trẻ lứa U20 dự ASEAN 2023, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định đây là chiến lược của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Olympic Việt Nam là đội trẻ nhất giải này. "Chúng tôi cần thời gian, cần những giải đấu lớn, cần những trận thua như thế này để cầu thủ trẻ tự thách thức bản thân và phát triển. Chúng tôi có tầm nhìn dài hạn, hướng tới năm sau và cả năm sau nữa. Bóng đá Việt Nam đang tập trung cho vòng loại World Cup 2026 và 2030. Do đó, cần hành động vì cầu thủ trẻ." Hiện, Việt Nam đứng thứ 3 với 3 điểm, kém Ả Rập Xê Út và Iran 1 điểm. Ở lượt cuối ngày 24 tháng 9, đội gặp Ả Rập Xê Út với mục tiêu giành tối thiểu 1 điểm để chắc suất đi tiếp. Nếu không, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ phải nín thở chờ kết quả từ các bảng đấu còn lại.